Chào các bạn đã quay trở lại với Channel Vest và Trang của Jason. Hôm nay Jason sẽ nói về cổ phiếu SMCI, Super Micro Computer. Đây là cổ phiếu đang làm mưa làm gió mà rất nhiều người đã muốn biết vì sao. Trước khi đi vào nội dung chính thì các bạn đừng quên subscribe vào channel của Jason cũng như là đừng quên vào cái trong website jasonlaytrading.com để biết thêm chi tiết về những lớp học nào mà các bạn cần có để giúp cho các bạn đầu tư thành công cũng như cái thời gian và điểm của những nơi mà mình sẽ đi đến dạy in person trong năm nay. Bây giờ quay trở lại với cái chủ đề SMCI. SMCI là symbol của công ty Super Micro Computer. Công ty này được thành lập năm 1993 và hiện tại có trụ sở tại San Jose, miền Bắc California. Công ty này được thành lập bởi một nhóm người Đài Loan. Hiện tại người CEO là Charles Lang công ty này sáng chế sản xuất design những cái thiết bị liên quan đến computer như là server cloud và những sản phẩm của họ rất là được ưa chuộng bắt đầu từ bên đài loan sau đó họ đã phát triển ra bên châu âu và đến mỹ vào năm 2007 công ty này đã lên sàn chứng khoán và những năm đầu thì công ty này cũng vẫn phát triển bình thường nhưng không có tăng đột biến. Cho đến năm 2023, cổ phiếu công ty này lại tăng đột biến vì cái sự phát triển của những cái con chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo là AI artificial intelligence vì cái nhu cầu của những sản phẩm công ty này làm ra rất là được ưa chuộng trên thị trường nhưng còn về lý do tại sao nó lại tăng quá mức như vậy trong năm nay nó đã tăng hơn 900% con số này còn nhiều hơn cả công ty Nvidia hay những công ty khác mà có sự tăng trưởng hơn 900% trong một năm như vậy À, các bạn cũng biết trong thị trường chứng khoán điều gì cũng có thể xảy ra và đằng sau cái sự tăng trưởng của giá của cổ phiếu luôn luôn có một cái thế lực nào đó mà mình sẽ không bao giờ biết được. Một số công ty không có gì nổi bật, không có gì nổi trội nhưng mà nó vẫn tăng kinh khủng. Thì những trường hợp như vậy người ta gọi là pump and dump, có nghĩa là nó có thể lên rất là nhiều và có thể xuống rất là nhanh. Thì đại khái là các bạn cũng đã biết có những công ty ngày xưa rồi, tại cái sự dao động của công ty này là cái implied volatility của nó rất là nhiều. Các bạn cũng thấy một ngày nó có thể lên từ 800 một ngày khi cái giá đang ở 800 đồng có thể lên đến hơn một ngày rồi sau đó lại xuống lại còn có 700 thì cái độ dao động của nó quá nhiều điều này chứng tỏ cái sự ổn định về giá cả cổ phiếu này đang bị thao túng cho nên nếu như các bạn có muốn đầu tư mua bán công ty này thì các bạn cũng phải cân nhắc à, có thể nó sẽ còn lên nữa vì theo một số chuyên gia phân tích thì họ cho rằng công ty này sẽ còn phát triển và cái giá stock sẽ càng đi lên vì hiện tại cái trend người ta cũng đang nhắm vào cổ phiếu này người ta nghĩ rằng nó càng đi lên rất nhiều người mua và có rất nhiều công ty đứng đằng sau lưng cũng đang push cái giá cả công ty này lên nhưng mà khi mà nhưng mà nó cũng có thể đi xuống rất là nhanh như các bạn cũng thấy rồi đó cho nên các bạn phải cân nhắc khi mua những công ty mà có cái sự phát triển quá nhanh và đi lên đi xuống rất nhiều lần như vậy hy vọng đôi chút đó sẽ giúp cho các bạn hiểu về công ty Super Micro Computer là gì nếu như các bạn có gì thắc mắc các bạn có thể comment trong video mình sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó chiều nay thì jason có lớp dạy day trade nếu như các bạn nào muốn học day trade để thành công hơn có thể đăng ký học trực tiếp với jason online mỗi tuần để giúp các bạn có kiến thức và kinh nghiệm để trở thành một người professional trader trong thời gian ngắn nhất cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau